Vâng, xin kính chào bà con cô bác. Chào mừng bà con cô bác đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Tiếp tục trong buổi trưa ngày hôm nay, Tuấn Anh ô tô Hải Phòng sẽ lên sóng review cho quý vị anh chị và các bạn một mẫu xe rẻ tiền và cực rẻ và cực lành và cực chất luôn các bác nhé. Anh chị em nào hay là bà con cô bác nào đúng chân cái mẫu xe này, hãy liên hệ trực tiếp cho em Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua hai số điện thoại 0816662386 hoặc 0971255863. Vâng, số điện thoại cũng như là địa chỉ của Tuấn Anh ô tô đã để hiển thị trên màn hình. Quý vị, chị và các bạn có thể đến xem xe trực tiếp tại cửa hàng bên em tại địa chỉ số nhà 28A Quỳnh Hoàng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Vâng, anh em có thể kết bạn Zalo với em để cập nhật cũng như là em sẽ gửi hình ảnh đăng ký đăng kiểm cho các bạn về chiếc xe mà các bạn đang có nhu cầu cần mua. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì Tuấn Anh sẽ báo giá cho mọi người về một chiếc xe nhập khẩu đến từ Hàn Quốc, một mẫu sedan hai đầu giá thật là rẻ và rất là chất lượng, cực lành, tiết kiệm. Vâng, đó là một chiếc Hyundai Venna có năm sản xuất 2008 phiên bản số sàn. Xe được trang bị động cơ máy 1.4, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Chiếc xe là tên tư nhân biển Hải Quảng Ninh, em mua chính chủ của bác ấy luôn. Bác này thì bác ấy mua về thì bác cũng chạy loanh quanh và ở nhà, có khách thì chạy, không có khách thì lại để đấy thôi. Vâng, chiếc xe thì còn khá là đẹp và cứng xe. Nói chung về tổng quan tổng thành về cái chiếc xe này thì còn khá là ok. Cam kết cho mọi người chiếc xe không có đâm đụng, không tai nạn cũng như là không ngập nước. Vâng, với dòng Hyundai Venna nhập khẩu này thì nó là một chiếc xe sedan hai đầu, kiểu dáng thì cũng rất là bắt mắt, cũng như là một cái giá thì rất là rẻ. Với giá tiền bên em đang bán là 155 triệu đồng, bên em có bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc đối với chiếc Hyundai Venna này. Nói về form dáng thì chúng ta vừa đi qua một vòng rồi, từ sơn si cho đến form dáng thì chiếc xe này thì cũng rất là ok. Form dáng của nó thì tất cả những cái đường gân từ đầu xe cho đến đuôi xe của chiếc xe không có một cái gì gọi là méo mó mẹ mọ, vẫn còn nguyên được một gân thẳng thẳng tắp như kẻ chỉ các bác nhé. Xe thì được trang bị 4 quả lốp, cũng còn chỉ khoảng 5-60% thôi. Anh em nào mua chiếc xe này về thì thay cái dàn lốp là chạy thôi. Đèn pha của chiếc xe cũng như lắp cabo và chiếc xe thì còn khá đẹp. Biển số thì cái biển này cũng rất là đẹp chứ, 29683. Vâng, cái đèn pha của chiếc xe thì khá là ok các bác nhé, rất là sáng bóng. Đối với con này thì em chạy từ Quảng Ninh về thì cũng rất là chất lượng. Đăng kiểm dài đến tháng 9 năm 2020. Vâng, em chạy từ Quảng Ninh về thì chiếc xe này còn khá là đẹp. Và chắc chắn chạy cao tốc toàn đóng 100 cho đến 90 thì chạy bình thường không có cái vấn đề gì. Trần nỉ nguyên bản theo xe. Xe trang bị một bộ áo ghế bằng da. Và em về thì em cũng mới lắp thêm một cái màn hình Android cộng với lại cam lùi các bác nhá. Điều hòa thì rất là mát. Đấy, hệ thống chìa rất là ok cho mọi người, đúng không ạ? Hệ thống táp lô táp ly rất sạch sẽ. Vâng, đây là một chiếc trần của chiếc xe thì khá là đẹp. Vâng, hệ thống cánh, tất cả hệ thống ốc bản lề cũng như là hệ thống táp ly của chiếc xe thì còn khá là ok. Chiếc xe thì nguyên bản theo xe từ đầu, nên là từ gương vẫn là chỉnh tay và hai kính sau là quay tay. Vâng, nó là nguyên bản nhé các bác nhé, nguyên bản từ đầu các bác. Hệ thống keo chỉ cánh trước của chiếc xe, anh em có thể là xem kỹ chi tiết về chiếc xe này. Vâng, sau đó thì có thể là nếu mà cảm thấy ok thì có thể đến trực tiếp cửa hàng của em, địa chỉ em để trên màn hình và chạy thử cảm nhận. Vâng, em quay như thế này thì cũng chi tiết cũng đến 90% rồi các bác nhé. Các bác chỉ đến chạy thử và cảm nhận về cái chiếc xe mà các bạn đang có nhu cầu sở hữu thôi. Đối với chiếc xe này thì bên em bao rút hồ sơ và hỗ trợ bao vận chuyển toàn quốc cho mọi người. Vâng, nếu mà quý vị anh chị và các bạn ở khu vực tỉnh mấy cái tỉnh lân cận đây thì có thể là chỉ cần alo cho em. Đấy, bắn cho em vài triệu tiền cọc thì em sẽ đánh xe đến nhà cho các bác. Còn đâu tất cả những cái bác mà khách hàng ở trong Sài Gòn hay là trong khu vực miền Nam miền Trung gì đấy thì là có thể là chuyển khoản cọc cho em để em sẽ rút hồ sơ. Đấy, cũng như là chuyển xe lồng vào đến trong Sài Gòn cho các bác nhé. Một chiếc xe khá đẹp, một chiếc xe khá ok cho các bạn. Vâng, rất là chắc chắn này. Vâng, các bác chỉ cần khu vực này thì chỉ cần cọc tiền cho em thôi là em sẽ đánh xe đến tận nhà. Đấy, cọc 5 triệu hay là 10 triệu gì đấy thì em sẽ đánh xe vào đến tận nhà cho các bác. Sau đó sẽ lấy hết số tiền còn lại cho các bác nhé. Vâng, rất là đẹp. Vâng, rất là hay, cũng như là cái chương trình bán hàng cũng rất là ok. Hệ thống âm thanh của chiếc xe thì còn rất là hay các bác nhé. Đầu đài, màn hình rồi là DVD đầy đủ. Đấy, anh em nhìn thấy cái hệ thống táp ly của chiếc xe này như mới, vẫn giữ nguyên cái độ sần. Bác chủ này chạy rất là dữ. Đấy, keo chỉ đây.
rất là đẹp. Vâng nhá. Vâng, một chiếc Hyundai Venna giá thì chỉ bằng một chiếc xe Vios đời 2000 hay là một chiếc xe Lazetti hay Gentra thôi, nhưng đây là một chiếc xe nhập khẩu các bác nhé, một chiếc xe nhập khẩu nên là chất lượng của chiếc xe thì không phải bàn được cái gì cả anh em nhé. Chất lượng của chiếc xe thì anh em xe nhập khẩu rất tiết kiệm, trang bị động cơ máy 1.4 rất là lành. Thì chúng ta sẽ xem cái phần khoang máy của chiếc xe thì biết được cái chất máy của nó như thế nào. Đây là hệ thống cánh lái của chiếc xe đây. Đấy, hai kính trước thì là chỉnh điện các bác nhé. Đấy, anh em nhìn thấy đây, đinh bấm dàn dập này, tất cả những cái vết hàn chập của nhà sản xuất này. Còn đầy đủ theo xe luôn, rất là ok cho các bác. Chúng ta xem cái phần khoang cốp một chút. Đấy, chiếc xe thì đã được cam lùi đấy các bác nhé. Biển số thì 29683 rất đẹp. Đây, bác cẩn thận này, bác chủ cẩn thận này, cái kích trước bác cũng để trong cái túi này rất là đẹp. Hệ thống nút dự phòng đầy đủ theo xe các bác nhé. Anh em nhìn thấy cái khoang cốp của chiếc xe này còn khá là đẹp, lốp Lavada các bác nhé. Vâng, tất cả những cái hông này của chiếc xe còn nguyên bản này, chưa có động chạm gì các bác nhé. Đấy, bên đây cũng vậy luôn các bác này, khá là đẹp. Keo chỉ lắp cốp của chiếc xe đây. Đấy, không có đâm đụng gì vào đây các bác nhé. Đây là phần gầm bệ của chiếc xe. Gầm bệ của chiếc xe thì sáng như gương các bác nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong xe và kiểm tra một số chức năng của chiếc xe này. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cùng để máy lên này. Điều hòa rất là mát luôn các bác nhé. Đấy, xe trang bị một cái màn hình Android rất là to và chạy bằng USB nhé, âm thanh nghe rất là hay luôn. Đấy, hệ thống kính này. Đấy, hệ thống này thì nó là số móc các bác nhé, và số rất là nhẹ luôn. Hệ thống cam lùi led căng như Soli. Vâng, rất là nhẹ luôn. Hệ thống phanh tay các bác nhé. Đây, cái màn hình cũ của nó đây, em hay em vẫn để đây là. Đấy, rất là chất lượng. Đấy, gạt mưa phun nước trên xe này vẫn hoạt động bình thường. Hệ thống kính nha các bác nhé. Được cái con này thì trần chủ đi rất giữ gìn từ những cái trần như này, rất là sạch sẽ các bác này. Đấy, rất là ok các bác. Bây giờ chúng ta sẽ xuống kiểm tra cái phần khoang máy một chút để xem cái chất lượng máy móc của chiếc xe nó như thế nào các bác nhé. Máy móc của chiếc xe này thì anh em xem cái này anh em thích luôn. Đấy, anh em đứng đây không nghe thấy tiếng máy lổ này. Mình dí sát vào đây cho các bác xem này. Không nghe thấy tiếng máy lổ luôn. Vâng, đáng quý nhất của chiếc xe này đây. Đấy, anh em có nghe tiếng gì không ạ? Máy lổ cực êm, chưa có con nào máy lổ êm như này. Anh em nghe tiếng máy lổ không ạ? Anh em có thể đến trực tiếp cửa hàng bên em để chạy thử về chiếc xe này. Khoang máy của chiếc xe con này thì không chê điểm gì. Máy lổ thế nào? Bác nghe thấy tiếng máy lổ thế nào? Quá là chất luôn. Tất cả phần lắp cabo của chiếc xe rất là đẹp. Chưa có con nào máy chất như con này các bác nhé. Điều hòa trên dép luôn. Mình
mình kết quả máy quá. Vâng, kết luôn quả máy này. Vừa rồi Tuấn Anh của Hải Phòng giới thiệu qua cho mọi người về chiếc xe Hyundai Venna. Máy cực chất nha các bác nhá. Và giá tiền chỉ có cực rẻ, chỉ có 155 triệu đồng thôi. Một mẫu sedan hai đầu. Anh em nào đúng chân mẫu xe này, hãy chốt cọc ngay cho em, chỉ cần cọc 5-10 triệu em sẽ đánh xe về đến tận nhà cho quý vị chị và các bạn. Vâng, cuối cùng Tuấn Anh của Hải Phòng xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị chị và các bạn ở những cái video tiếp theo của chương trình.